Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 25 tập cần Morphe từ sáng Morphe Fluency các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn đăng ký ngay tài khoản trên sàn đó các bạn. Rồi bấm vào research. Dòng đầu tiên thì username thì các bạn ghi họ và tên của tất cả các bạn nha. Quỳnh. Username thì các bạn ghi tên của mình nha các bạn. Tiếp tục thì địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục mật khẩu các bạn bấm vào tôi phải là người máy rồi bấm vào reset các bạn. Sau khi bấm reset nếu mà nó có yêu cầu gỡ cái mã code thì các bạn vào mail lấy mã code, còn không có yêu cầu mã code thì các bạn đăng nhập luôn các bạn. Vì mình tự nhiên mình đăng nhập luôn. Rồi bấm vào tôi không phải là người máy. Đọc in vào các bạn. Sau khi các bạn login vào thì các bạn nhập vào ba chữ cuối cùng các bạn. Các bạn bấm vào iDrop các bạn. Tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ với PIN submission cho các bạn ra các bạn. Các bạn dùng mở địa chỉ chút có đẹp không đi nào. Các bạn bấm vào nhận nè. Submission nè. Các bạn sao chép địa chỉ dí các bạn. Rồi bạn mới đáp lời các bạn bắt qua con bot này hay qua bên sàn PC của đấy mình dán vô đây nha bạn. Dán vào các bạn. Sau khi các bạn dán vào thì tự động nó tắt các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Rồi điền lưu xin em Telegram của tất cả các bạn nha bạn. Rồi trên Telegram thì bạn chọn sẽ nhấn chat nè. Sau khi bạn chọn sẽ nhấn chat rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Các bạn điền username Telegram của mình nha các bạn. Và tổng mạng 4 số 1 nè. Rồi các bạn nhấp vào cổng 4 Morphe nha các bạn. Sau khi tới các bạn làm hết nhiệm vụ này xong các bạn bấm update nha bạn. Phần để mình làm lại các bạn. Tiếp tục kênh seller nữa thì các bạn cũng follow các bạn. Sau khi follow xong thì các bạn mới đặt lên nè. Các bạn có biển là username Telegram của các bạn luôn. A cộng 24.1. Tiếp tục thì follow minimum cũng vậy các bạn. Follow tại Twitter các bạn. Rồi điền là username. Rồi các bạn sell và laptop nha bạn. Trên Twitter các bạn theo dõi rồi bạn copy hashtag này các bạn. Thôi các bạn chỉ like cũng đi bạn. Các bạn chích dẫn như tự biết được các bạn. Các bạn điền lưu xe name của nó các bạn. A cộng Morphe. Rồi các bạn tự biết lên các bạn. Sau khi các bạn tải lại xong thì các bạn mở tờ Twitter bên nhà lên nè. Rồi các bạn nhập vào qua cho anh cùng nữa các bạn. Bạn bấm nhập hồ sơ nữa các bạn. Các bạn qua tờ Twitter này các bạn chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi thì tại Twitter thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Rồi các bạn dán URL Morphe đi nè. Đường link tại Twitter này. Rồi các bạn bấm vào update nha bạn. Ok, như vậy mình đã thành công rồi đó các bạn. Đây mình qua mình coi mình nhận 25 tốc hạng với bạn. Còn qua wallet biết sao luôn. Hiện tại 25 token Morphe nó chưa cập nhật bạn. Sau này sau khi chương trình nó bán hàng nó kết thúc là còn có khoảng hai mấy ngày nó sẽ hiện balance bạn 25 token nằm chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn có thể rút tiền được các bạn. Để mình coi chương trình bán hàng còn bao nhiêu ngày nữa các bạn.
đầu người ta nãy mới gặp đây. Farm by Discman không có chuyện. Rồi trước tiên thì mình nói, các bạn cứ làm đi các bạn. Sau này có thông tin giá này mình sẽ cập nhật cho sao cho các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chọn được tất cả các bạn nghe tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.